gió nó thổi vào nó mát. Toàn là tràm với nước không ạ. Đây, cái cột mốc đây các bạn. Cái tọa độ cuối cùng của đất mũi thôi các bạn. Đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau. Đi một vòng nha các bạn. Hello các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba của cuộc hành trình xuyên Việt của 13 tỉnh miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long. Thì hôm nay là ngày thứ ba, bây giờ là 6 giờ sáng. Thì tối qua mình ngủ ở cái nhà nghỉ này các bạn. Và cái nhà nghỉ này là nó đang ở đây là thuộc thị trấn của Năm Canh nha các bạn, thị trấn Năm Canh. Thì từ đây ra tới chỗ mà cái cột mốc mũi các bạn là khoảng tầm 5 cây số nữa các bạn. Thì ở chỗ đó thì nó không có nhà nghỉ, mình nghỉ ở đây trong thị trấn Năm Canh. Thì này để mình nghỉ tối qua. Bây giờ là 6 giờ sáng thì bây giờ mình sẽ tiếp tục. Hôm nay là ngày thứ ba các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba của chuyến hành trình xuyên Việt các bạn. Thì tối qua mình ngủ ở đây, nó là thuộc thị trấn Năm Canh, thị trấn Năm Canh của Cà Mau các bạn ha. Thì mình mới trả khách sạn xong, bây giờ là 6 giờ 10 phút rồi. Thì mình sẽ chưa ăn sáng mà bây giờ mình sẽ chạy thẳng ra cái cột mốc quốc gia đất mũi luôn các bạn. Cột mốc quốc gia đất mũi thì mình coi trên cái bản đồ thì cách cái chỗ mình ở nghỉ tối hôm qua là hiện tại là nó nằm khoảng tầm gần 60 km, tức là bây giờ mình phải chạy xe theo cái bản đồ này. Thì họ nói là trên Google Maps nó gợi ý là chạy mất khoảng tầm 1 tiếng 15 phút thì mình sẽ ra tới đó để mình xem coi ngoài đó có cái dịch vụ gì không, nhưng mà mình phải tới để mình check in ở tại cái cột mốc quốc gia đất mũi để cho các bạn xem ha. Là cho các bạn thấy là mình có đến nơi. Để mình xem lại, tại vì mình đi cái này mình phải có một cái lộ trình các bạn. Nếu mà mình không có lộ trình thì mình đi không kịp các bạn trong khoảng thời gian của mình. Đây, cái lộ trình của mình có lên sẵn này. Thì bây giờ mình sẽ chạy lại tới cái cột mốc quốc gia đến mũi hơn. Rồi mình sẽ trong đây có nhiều điểm check in, thì mình có thể check in ở chỗ cực nam tổ quốc là cái cột quốc gia của đất mũi nè, rồi đền thờ Lạc Long Quân, và tượng mẹ nè, rồi vòng xoay biểu tượng con cua ha. Đó là những cái nơi mà mình có thể tham quan ở Cà Mau ha. Rồi sau đó là mình sẽ tiếp tục mình chạy thẳng đi Hà Tiên luôn các bạn ha. Thì mình sẽ đi Hà Tiên trong chiều nay luôn, tới Hà Tiên rồi tiếp tục mình sẽ xem coi ở Hà Tiên có cái gì ha. Rồi ok, let's go thôi. Tối hôm qua các bạn thì mình có đi ăn uống dọc dọc hai khu này. Thì ban đêm thì ở cái thị trấn Năm Canh này người ta bán đồ ăn uống, rồi những cái quán cà phê rất là nhiều nha các bạn. Nhiều lắm các bạn, không có lo thiếu đồ ăn đâu các bạn.
Hôm qua thì có một mình kêu một cái lẩu bò là 250.000 đồng ha. Đúng rồi, ăn cũng không hết nữa tại vì có một mình nha, làm lon bia rồi về ngủ, sáng nay dậy đó. Đây là thị trấn Nam Căn các bạn ha, thì dọc dọc hai bên nó là chỗ này là họ bán đồ ăn rồi uống ban đêm, quán nhậu này nọ nhiều lắm nha các bạn. Ở đây thì mình chạy dọc dọc mình thấy hai bên đường thì cái khu này thì có những cái vựa cua các bạn. Vựa cua tức là họ thu mua cua để họ đóng vào những cái thùng họ vận chuyển về Sài Gòn để họ bán á. Rồi mình tiếp tục đi thôi các bạn. Bây giờ là bình minh nó đang lên đó các bạn, 6:20 sáng rồi các bạn nè. Thì nếu mà bạn nào thích đi khám phá thiên nhiên phượt đó các bạn, thì mình thấy đây là một cái cảnh rất đẹp các bạn. Bởi vì là sau một đêm mà mình nằm ngủ các bạn, sáng dậy trong cái người mình nó tràn đầy cái năng lượng các bạn, nó thoải mái lên nè. Mình hít cái không khí nó trong lành các bạn, là tự nhiên người mình thoải mái lên nè. Thì đây là cái rừng tràm này, rừng ngập mặn đó các bạn, rừng tràm nè ở Cà Mau này á mấy bạn. Thì nổi tiếng là có rừng tràm U Minh các bạn. Bây giờ đây là huyện Ngọc Hiền ha. Thì tràm rất là nhiều, cái tràm nước các bạn nó tương tự giống như là mình đi Cần Giờ đó các bạn. Bạn nào mà đi đảo Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh á, huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh á, thì các bạn biết là nó cũng tương tự như vậy đó. Thì mình cũng thấy là hai bên là rừng tràm rất là nhiều nha các bạn. Mình thì không có cái năng khiếu để chụp ảnh tự sướng, nên mình không có xuống xe để mình chụp những bức ảnh. Nhưng mà thực ra nó rất là đẹp, mình chỉ có thưởng thức thôi các bạn, mình chỉ có ngắm thưởng thức thôi. Đấy, mặt trời là nằm bên hướng này, nằm bên tay trái mình này các bạn. Trời nằm bên tay trái của mình. Còn 48 cây nữa là tới đất mũi đó. Tiếp tục thôi. Cái cảm giác mà các bạn sáng sớm mà bạn lái xe mà hai bên là rừng tràm không á các bạn, rất là thích các bạn. Cái cảm giác đó rất là thích các bạn. Mình giống như là mình đang háo hức đón chờ một cái điều gì đó đó. Xuyên rừng các bạn, từ năm canh mà ra tới đây cũng 50 mấy cây ấy các bạn. Mình chạy cũng khá là nhanh các bạn, mình chạy đường này nói chung cũng hơi xấu nha, mình đường nó hơi xấu, nhưng mà dưới cái một cái địa chất nó khó khăn như thế này mà nhà nước làm được những cái con đường như thế này cũng là một cái điều gì đó là quá tốt rồi các bạn. Mình chạy lên tới cả gần trăm, 90 mấy gần trăm luôn các bạn. Tại đường rất là vắng các bạn nha, tại đường rất là vắng, một mình thôi, đường nó xấu nhưng mà do có một mình nó vắng nên mình cứ băng giữa đường mà mình chạy các bạn.
thì hiện tại mình còn rất là xa các bạn, tới vì từ Nam Căn mà đi đây ra cái mũi á, cột mốc là nó rất là xa, và mình phải đi ngang qua những cái cánh rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng cái này cái tràm, cái nước như thế này đấy bạn. Đó, cầu này là cầu Kinh Năm, mình đang đứng ở cầu Kinh Năm, vẫn còn xa lắm các bạn. Ở đây do mình đi sớm, trống trơn này, đường không có ai hết các bạn. Thì bên ngoài kia là biển rồi nha các bạn, ngoài kia là biển rồi đó các bạn. Nhưng mà mình phải chạy dọc từ 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 được ra đây thì mình mới ra tới được đất mũi nha các bạn. Ở đây là người ta đang tàu này, tàu xà lan, cái này giống như họ đang khai thác cát, hay là họ be đất, be bờ lại các bạn. Dùng cái máy khác mình zoom lên cho bạn xem. Này một cái xà lan, 2-3 cái xà lan, cái xà lan kia nữa các bạn, xà lan tích vào xa kia để mình quay tới cho bạn xem nào. Đó, họ đang múc, họ đang múc đất, múc cát, họ làm gì đó. Các bạn mới thấy không, cái công trình yeah, mình làm ở trên bờ mình đã khó, còn đây mình làm ngay bờ biển nữa. Xe mình thì đang đổ ở dưới đây. Đây xe mình đây. Đang đậu ở đây. Rồi ok, mình tiếp tục let go thôi các bạn. Đây có một số người không biết họ đi lượm cái gì đây không? À, đi lượm rác các bạn. Một số người họ đi lượm rác. Lượm rác làm sạch hai bên đường này các bạn. Rồi, cũng sắp tới rồi các bạn. Sông lòng sông các bạn, họ dòng sống nhà cửa nè, tập trung dọc dọc hai bên bờ sông nó rất là nhiều ha. Từ ngoài thì chấm Nam Căn mà đi vào tới đây khá xa các bạn. Vỏ máy xe là cái gì hả anh? Vỏ máy xe là phương tiện đặc trưng của Cà Mau anh. À
chung là cái vỏ máy router đó lái ngoài. À rồi mình hiểu. Còn rồi. Này là quái nó lấy bằng quái lăng. À. Quái cái này thì nhìn nó đẹp hơn đúng không? Xa hiện đại hơn đúng không? Cái này thì nhìn tốc độ cao. À cao. Còn cái này thì nó đang lỗi. Thì đây là cái vị trí cột mốt số 0 này các bạn, là cái điểm cuối cùng trên đất mũi Cà Mau đó các bạn, đang tính từ đất liền đó các bạn, đó cái gắn cờ lá cờ Việt Nam các bạn. À, đây thì người ta sẽ xây cái bờ kè các bạn, bờ kè tránh sóng biển này các bạn, để cho đất nó không bị lở các bạn. Đó, ra ngoài kia là ra ngoài biển rồi đó các bạn, ra ngoài kia là ra biển rồi đó. Rồi ok, mình đi dạo một vòng cái lấy không khí cho nó mát, rồi mình đi về tiếp tục về Hà Tiên nha các bạn. Đây về Hà Tiên thì mất 8 tiếng các bạn, 7-8 tiếng á, xa lắm ạ. Thấy trên bản đồ khá là xa. Gió nó thổi vào nó mát. Toàn là tràm với nước không ạ. Đây, cái cột mốc đây các bạn. Cái tọa độ cuối cùng của đất mũi thôi các bạn. Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau. Đi một vòng nhé các bạn. Ở đây các bạn ngồi đây có ghế đá mát lắm bạn. Rồi nghe mấy cái bài nhà hát về Cà Mau các bạn. Nghe xong tự nhiên người mình nó thư thả lắm bạn. Không muốn suy nghĩ gì hết á.
nhưng mà bắt buộc phải tiếp tục cuộc hành trình các bạn, bởi vì cái thử thách của mình là trong vòng 5 ngày là phải đi hết 13 tỉnh miền Tây của đồng bằng sông Cửu Long. Nên hiện tại giờ mới tới Cà Mau và mình còn nhiều tỉnh lắm, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, mình Đồng Tháp nữa. Nên hôm nay là ngày thứ 3 đó. Nên phải chấp nhận đi tiếp tục các bạn, chứ không là ở đây chơi tiếp á. Ở đây bên ban tổ chức của cái khu này họ mở những cái bài hát về Cà Mau các bạn nghe hay á. Mình nghe xong cái tự nhiên mình cảm giác mình yêu quê hương đất nước mình hơn các bạn. Rồi thôi mình nè. Mình đi các bạn, mình về thôi các bạn, đi tiếp tục. Giờ mình sẽ đi xuống Rạch Giá các bạn. Thử thách này không biết là nhiều lúc cũng muốn bỏ cuộc các bạn. Tại vì mình chạy liên tục quá nó mệt. Chạy liên tục cũng mệt hết các bạn. Nhưng mà mình phải thử sức mình các bạn. Thôi, let's go thôi.